Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt mất gần chục ngàn tỷ do bị lừa trên mạng. Ngày 8 tháng 5, AFP tiếng Việt loan khoảng 10.000 tỷ đồng bị lừa đảo trên không gian mạng trong năm 2023. Theo đó, tổng số tiền người dân bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng vào khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Theo AFP, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an cho truyền thông hay tin trong ngày 8 tháng 5, đồng thời xác nhận đó là con số dựa trên những sự việc do người dân đến trình báo cơ quan công an. AFP dẫn tin từ Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra liên tục tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các đối tượng theo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi, sử dụng số điện thoại rác, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội ảo nhằm trốn tránh, xóa dấu vết sau khi chiếm đoạt tiền. Và đây là hình bản tin trên AFP. Bộ Công an cũng cho biết trong năm qua đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng. AFP dẫn thống kê của Kaspersky, công ty cung cấp tính năng bảo vệ máy tính cho hay, tại Việt Nam trong năm 2023 có đến hơn 17 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng. Ước tính mỗi ngày có hơn 15.000 mã độc xuất phát từ Việt Nam. Tần suất tấn công mạng cũng tăng lên, đặc biệt nhắm vào các doanh nghiệp, tổ chức ở lĩnh vực tài chính và chứng khoán. AFP dẫn lời ông Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam cho biết, chỉ trong quý 1 năm 2024, tần suất của các cuộc tấn công mạng đã gia tăng với các phương thức cực kỳ tinh vi. Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phần mềm tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu sâu vào con mồi và tìm cách tăng lòng tin. Ngay cả những nhân viên IT trong chính các doanh nghiệp cũng là mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Ông Khanh cũng nhận định một trong những thách thức lớn mà đa phần các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải hiện nay là vấn đề thiếu nhân lực trong việc bảo vệ an ninh mạng. Và đây là hình một nhóm lừa đảo qua mạng bị bắt giữ tại Bắc Cạn tháng 7 năm 2023. Cũng liên quan đến lừa đảo qua mạng ngày 2 tháng 4, AFP cho hay Công an Phú Thọ bắt 4 người lừa đảo qua mạng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 1 tháng 4 thông báo khởi tố bắt giam 4 người theo cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Shopee theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. AFP cho biết 4 người bị khởi tố và bị bắt giam gồm Lưu Thành Luân sinh năm 1998, Tận Anh Hiệp sinh năm 1998, cùng trú tại Bát Sát, Lào Cai, Lê Văn Hiếu sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và Dương Văn Chính sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh. AFP dẫn thông báo của Công an Phú Thọ cho biết, từ tháng 11 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an phát hiện một số hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ, kêu gọi đặt đơn ảo và trả công cho người thực hiện, cũng như áp dụng voucher giảm giá khi mua hàng trên Shopee. AFP tiếp tục cho hay, qua đơn hàng ảo, các hội nhóm tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng, thông qua đó thực hiện chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho người mua hàng. Theo kết luận ban đầu của công an, những hội nhóm đó có hành vi lừa đảo theo thủ đoạn mới, chuyên nghiệp, tinh vi với quy mô mở ra toàn quốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn hàng ảo trên các nền tảng mạng xã hội, gồm có Facebook, Zalo, Telegram, qua chào mời, việc nhẹ, lương cao. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt mất gần chục ngàn tỷ do bị lừa trên mạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Văn hóa can thiệp thô bạo khi yêu cầu làm rõ về huy hiệu lạ của Đàm Vĩnh Hưng. Ngày 7 tháng 5, AFP tiếng Việt loan tin Bộ Văn hóa thanh tra huy hiệu lạ mà Đàm Vĩnh Hưng đeo khi biểu diễn. AFP dẫn tin từ truyền thông nhà nước ngày 7 tháng 5 cho hay, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam đã có ý kiến chỉ đạo đối với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ về huy hiệu bị cho là lạ, giống dạng huy hiệu thời Việt Nam Cộng Hòa mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo tại chương trình biểu diễn tối ngày 4 tháng 5 vừa qua ở Sài Gòn. Và đây là hình bản tin trên AFP. Theo AFP, sau đêm biểu diễn live concert, chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời dài chừng 4 tiếng với khoảng 62 bản mashup do Đàm Vĩnh Hưng trình bày, trên trang mạng xã hội xảy ra cuộc tranh cãi về một trong những bộ trang phục mà ca sĩ này mặc, đặc biệt là một thiết kế giống với loại huy chương của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. AFP cho biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau đó đã lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng các huy hiệu đi kèm Hưng có chụp cận cho mọi người thấy đều là những phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí fashion, thời trang, để bộ trang phục thêm phần bắt mắt, hoàn toàn không có một ẩn ý về chính trị nào như các trang mạng đang dẫn dắt. Ca sĩ cũng tiết lộ bộ trang phục ông mặc lúc biểu diễn là do Tuấn Trần thiết kế riêng và lấy cảm hứng từ bộ trang phục trên sàn diễn thời trang runway của quốc tế mà ca sĩ này rất thích. Và đây là hình những trang phục kỳ dị của Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định sẽ quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn ở Hà Nội sắp tới để tránh xảy ra những hiểu lầm và các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện đi xa. AFP cho biết thêm, ngày 5 tháng 5, trang Việt Nam People Now We có 20.000 người theo dõi không có dấu tích xanh đăng tải các tấm ảnh trong buổi biểu diễn của ca sĩ họ Đàm và cho rằng ông đã mang cái hồn ma của bọn ngụy có tên gọi là biệt công bội tình trong đêm nhạc Bolero. Huy chương biệt công bội tình được trao tặng cho quân nhân có công với nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và trao cho cả các quân nhân nước ngoài. Theo tấm ảnh ca sĩ này chụp cận cảnh và đăng lên trang cá nhân, huy chương ca sĩ này cài áo có dòng chữ High Quality German mà Đàm Vĩnh Hưng giải thích là chất lượng cao của ngành may mặc. Nó không giống gì với huy chương thời Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, dù Đàm Vĩnh Hưng có cố ý mặc trang phục của Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì sự can thiệp quá mức của ngành văn hóa cũng là hành vi vi phạm quyền tự do biểu đạt của nam ca sĩ. Và đây là hình Lý Tống giả phụ nữ tặng hoa để tấn công Mr. Đàm. Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ từng gây nhiều sóng gió trong và ngoài sàn diễn. Tháng 10 năm 2016, Mr. Đàm từng gây bão mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều khi mặc trang phục lính cách tân và dẫm lên lưng vũ công cũng mặc trang phục lính. Đàm Vĩnh Hưng cũng nhiều lần bị cộng đồng người Việt tại Mỹ tẩy chay vì cho rằng ông không phải là một ca sĩ thuần túy mà là cano do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa sang Mỹ biểu diễn theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt ở nước ngoài. Ngày 18 tháng 7 năm 2010, Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống tấn công bằng hơi cay ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn tại San Jose, bang California tại Mỹ. Lúc đó, ông Lý Tống mặc trang phục giả phụ nữ, cầm hoa tiến lên sân khấu. Khi Đàm Vĩnh Hưng cúi xuống nhận hoa thì bị xịt hơi cay thẳng vào mặt. Ông Lý Tống sau đó đã bị phạt 6 tháng tù giam. Được biết, Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, từng là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là nhà hoạt động chính trị và có tư tưởng chống cộng triệt để. Ông mất vào năm 2019 tại Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Văn hóa can thiệp thô bạo khi yêu cầu làm rõ về huy hiệu lạ của Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.